Hồi hộp hướng về ngày làm việc của Quốc hội là một chia sẻ của cử tri với nhóm phóng viên HTV vào sáng nay. Mong chờ những quyết sách mới đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển cùng cả nước, vì cả nước là khát vọng chung của nhân dân thành phố mang tên Bác. Cái này thực tế mà nói thì là cử tri rất hồi hộp ngày mai. Trước đây theo dõi một số buổi góp ý rồi thì cũng rất là mong mỏi Trung ương với Quốc hội thông qua cái này để cho thành phố Hồ Chí Minh có một cái vũ khí để mà động lực phát triển, đúng là cái đầu tàu kinh tế xã hội của cả nước. Theo sát từng buổi làm việc của Quốc hội, những nội dung gắn với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Lợi dành sự quan tâm sâu sắc. Không chỉ nghị quyết mới đang được thảo luận xem xét, cử tri Hoàng Thị Lợi còn nắm rõ nhiều quyết sách liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh trong những năm vừa qua. Thì cái nghị quyết 54 cũng có 4 cái nội dung, rồi nghị quyết 31 là có 6 nội dung. Chúng tôi cũng đọc rất kỹ và nghị quyết này thì có 7 nhóm, 40 nội dung. Đây là những cái điều mà không riêng tôi, rất nhiều cử tri quan tâm. Lâu nay muốn là Trung ương có một cái nghị quyết nó sát, nó thực và tạo điều kiện thực sự cho thành phố phát triển. Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhận định thành phố đang gặp nhiều điểm nghẽn và điểm nghẽn lớn nhất là nghẽn về thể chế. Kỳ vọng cái nghị quyết lần này nó sẽ giúp làm sao cho cái sự thông thoáng hơn, những cái cơ chế mà nó mang tính đặc thù đó nó vượt trội để mà thúc đẩy cái sự phát triển. Trong thực tế vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh nó cũng bị nhiều cái điểm nghẽn lắm, mà trong đó cái điểm nghẽn về thể chế đó là nó rất là lớn. Nghị quyết mới nếu được thông qua có thể xem là thời điểm vàng để các doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng là nhận định của Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Phú Trường cũng cho rằng các ngành, các cấp, các doanh nghiệp đang sẵn sàng. Tôi biết là thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cái bước này, tức là đang chuẩn bị rất kỹ. Thì do vậy tôi cho rằng là sau khi thông qua tháng 6 thì khoảng 3 tháng, ví dụ như thế là chúng ta đạt được cái kết quả. Thì lúc đó là thời điểm doanh nghiệp đang lên kế hoạch của ngày 2024. Và lúc đó họ sẽ thấy được đó là cái cơ hội của họ và họ chuẩn bị cái nguồn lực. Thì năm 2024 sẽ là cái năm khởi sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Các cựu chiến binh quận 3 như hàng ngàn cựu chiến binh của thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều kỳ vọng cho kỳ họp lần này với một nghị quyết đột phá. Nghị quyết mới sẽ mở rộng và cởi trói cho thành phố, tạo điều kiện cho thành phố là nhanh chóng phát triển. Cởi trói để cho thành phố phát triển và để cho mọi người dân đều thấy được cái sức mạnh toàn dân. Thì để đưa được cái nghị quyết ngay vào trong cuộc sống thì từ các cấp chính quyền, từ các cơ quan liên quan thì chúng ta phải triển khai nghị quyết ngay lập tức và có những hướng dẫn để thực hiện làm sao cho nó đồng bộ.